Chương trình iGroup nhận token có ký hiệu là NSS. Con này chương trình iGroup nó từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 là kết thúc, nó sẽ phân phối mình trong vòng 15 ngày nha các bạn. Diễn ra trong vòng 15 ngày phân phối luôn. Rồi đầu tiên các bạn vào đây mà follow theo word nè các bạn. Rồi join hai kênh group của nó các bạn, một kênh channel và một kênh group. Rồi đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của bạn, rồi theo word thì các bạn copy URL các bạn, chứ không phải username, URL là nguyên đường link của theo word của mình luôn các bạn. Rồi và một cái link là cái link các bạn retweet lên các bạn, đi tiếp với comment đó. Rồi username các bạn copy username Telegram của mình, rồi mã gapper thì mình có để dưới phần link mô tả đó nghe các bạn. Mã gap của mình là A+ A+ 0329931 0329931577 A+ A+ 0329931577 mình để dưới phần link mô tả. Rồi các bạn bắt địa chỉ với RC20 quý chúc qua liệt MetaMask anh tôi cần là được nghe các bạn. Đây mình qua mình coi tổng cung nó trang bên trang coi market cap của nó nè. Nè các bạn, con này hình như là nó có giao dịch qua BTC và ETH nha các bạn. Con này volume của nó là 14.000, nó là tổng cung của nó là 100.000 tổng cung cũng được ha, giá cũng khá cao ạ. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Xin lỗi các bạn, vậy video mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Coi volume giao dịch của nó các bạn. Rồi chừng nữa sau khi các bạn có token này, các bạn bấm vào website này, có nó chuyển qua một trang web, các bạn đăng ký cái web này, các bạn bán luôn các bạn. Này token này quá dễ. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.